Xin chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng dây loa, dây tín hiệu 6D 6D, dây tín hiệu AV, dây tín hiệu Canon được cái 2N và cái ổ cắm lọc nguồn, cái loại rất là khủng, đã được bên em thi công bằng cái loại vỏ nhôm to dày. Bên trong thì là con lọc nguồn Đức đa tầng Epcop 66A. Đấy, thì bên em hôm nay bắt đầu lại thi công tiếp mấy cổ này. Ngoài ra thì có cả cái dòng dây tín hiệu Canon cái dạ AV Canfor mạ bạc Bãi Anh, dòng dây loa 2N hàng Mỹ xịn Harmonic Tech được bên em thi công đầy đủ cục chặn và có cái giắc càng cua rất là đẹp như này, và còn mấy con lọc nguồn Đức Epcop 30A nữa. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết và báo giá nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo em số điện thoại đây. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Bên em có lẻ một cái dây tín hiệu 6 ly. Cái dây này là dây Đức của hãng Obeck. Cái mẫu này thì anh em biết rồi. Đây Obeck Germany đây. 214 cái mã của nó, Brad OX. Cái mẫu này thì bên em không còn nhiều, nói chung là hàng hết từ lâu rồi. Có mỗi một cái đoạn mà cái dây này. Ngày trước thì bên em thi công bằng cái rắc cái dây 6 ly nhưng mà bằng cái đầu rắc Thụy Sĩ Swiss Craft 350 một chiếc, 350 một chiếc đầu rắc ấy. Nhưng mà hôm nọ thì có một bác ấy mua thì bên em đã nhấc ra và thi công vào cái dây dây nèo tách cho bác ấy rồi. Thì còn dư cái dây này thì hôm nay bên em lại đấu nốt cái rắc mua này để bán cho anh em. Dây thì là 700.000 một mét rồi. Còn hai đầu rắc này thì mỗi cái đầu rắc là 100.000 một cái. Thì hai đầu rắc là 200 rồi. Xì ra cái sợi này dài 1 mét có giá là 900.000 anh em nhá. Đây là dây bạc Đức xịn lõi to. Và dây 6 ly cũng là dây đầu rắc 6 ly cũng là rắc chính hãng. Cho nên cái dây này bên em có đúng một sợi thôi. Bên em bán cho anh em và các bác với cái giá là 900.000 một cặp. Đấy. Anh em nhá, dây dài 1 mét. Ngoài ra thì bên em có làm một cái cặp dây hôm qua thì đúng là khá là dở. Đây là cái dây đồng Thụy Sĩ 8N Swiss Made. Hôm qua thì có bác đặt em là một cặp 2,5 m mũi vế, nhưng mà bác ấy lại nhắn mẹ thành 1,5 m. Thế là mình cắt theo tới cùng là anh ơi xong rồi. Thế là chụp cho xem thì lại bảo là sao nhìn trông vẻ ngắn, anh đặt 2,5 m cơ mà. Thế là thôi lại cái cặp này thì bên em vẫn giữ nguyên, còn lại làm cặp khác để ship cho bác ấy. Cái cặp này có chiều dài là 1,5 m mũi vế anh em nhé. Thi công bên em thi công bằng cái rắc bắp chuối mu hoan như này. Dây thì vẫn là 350 một mét, còn rắc thì là 40.000 một chiếc. Một cặp 1,5 m mũi vế này thì có giá là tiền dây là 1.050.000, 3 m dây cắt đôi này cộng với 320 thì con này nó có giá là 1.370.000 một cặp anh em nhé. Dây dài là 1,5 m mũi vế phun rắc bắp chuối. Đấy, còn nhớ một cặp này thôi. Ví dụ một cái cặp 2,5 m nữa, một cặp 2 m nữa nhưng mà bên em để trên kia. Đây cái cặp 2 m đây này. 2 m thi công bằng cái đầu rắc khẩu súng kìa. Đấy, anh em nhìn nhá. Thì đấy thì cái con mỗi cặp 1,5 m này thì anh em nào mà cần cái chiều dài 1,5 m không ơi thì liên hệ em, bên em ship hàng. Cái dây AV bạc Đức Owex đây, bên em còn một cặp nó dài là 1 m mũi vế được thi công bằng rắc AV Thụy Sĩ Swiss Craft. Nhắc đến cái rắc AV Thụy Sĩ Swiss Craft lại khá là bực mình với cái ông khách hôm nọ đặt cái đơn hàng 8,2 triệu, không tìm cách giải quyết nhưng vùng vằng tiếc quá. Đây này vẫn là dây ấy thôi, dây bạc Đức Owex Craft Owex. Một cặp như này thì nó có giá là 2,2 triệu một cặp, dài 1 m mũi vế. Dây thì là dây Đức xịn của hãng Obeck anh em nhá. Đấy, bên em thi công thì rất là chuẩn chỉ rồi. Đấy. Đầu rắc Thụy Sĩ. Suy Grab mạ vàng. Rắc này rắc nhỏ này, cái đầu rắc này nó khá là nhỏ, cũng nghĩa hai bên khi chạm vào nhau thì cái kích thước nó không có bị kinh so với cái loại rắc khóa. Cho nên là anh em nào mà những âm ly CD mà nó sát nhau ấy thì chơi cái cặp này rất là hợp này. Dây này nó cải thiện cực tốt cái giải trung cao và chép, và bass thằng này rất là khỏe anh em ạ. Vì lõi thằng này lõi to, tuy là dây tín hiệu nhưng mà thiết kế lõi rất là to, lõi to khoảng 1,5 m cơ. Và cái mẫu này thì là
Tiếng bass rất là khỏe và trung cao và chép rất là tốt, nó khá là hoàn thiện anh em nhé. Mà là dây xịn nữa thì giá bên em bán là 2 triệu 2, tiền dây tiền giắc cộng thôi. À, anh em lưu ý này. À, em sẽ quay đến cái ổ cắm lọc nguồn to. Cái ổ này thì em nói kích thước bên ngoài cho anh em biết nhé. Cái bề ngang nó rộng là 43 cm, sâu thì là 40 cm, cao thì là 15 cm. Đấy. Bên trong bên em đã thi công con lọc nguồn Đức F-COP 66A. Năm kia, năm cái ổ kia là năm cái ổ Mỹ Leviton thì anh em biết rồi đúng không? Ổ Mỹ Leviton trong kia đây này. Là chính cái ổ này, đây này. Đấy, đây ổ anh em nhìn, ổ là chính ổ này này. Ổ cắm đôi. Thì ổ cắm Mỹ thì ổ đấy chỉ cắm chân dẹp thôi. Thì cái ổ này thì bên em đang bán cho anh em và các bác với cái giá là 5 triệu 7. Anh em nhá, 5 triệu 7 và thằng này nó có 5 ổ đôi, như kia thì là có 10 lỗ cắm cho anh em. 66 A lọc đa tầng thì con này nó lọc rất sạch điện rồi, vì bên em quay khá nhiều clip test cho anh em xem rồi. Đèn led vô những led lại tốt. Và dây thì bên em đi bằng toàn bằng dây bĩ hết. Đây này, em nhìn cái dây đỏ trắng anh em nhìn biết là dây gì chưa? Chính là cái lõi dây của cái dây monobride của Mỹ đấy. Bên em hay để dư những cái đoạn ngắn, đoạn tầm ví dụ 50 cm hoặc là đoạn 70 cm. Nó lẻ lẻ đấy, bên em sẽ giữ lại. Đấy, chính xác là 4 lõi 2,5 ly. Không, cái dây monobride 4 lõi 2, mỗi lõi 2,5 ly. Bên em thi công cho anh em rất là chuẩn chỉ. Dây thì là dây Mỹ, lọc thì là lọc nguồn Đức, ổ cắm thì là ổ cắm Mỹ, nhôm phay thì là nhôm phay dày, to, đẹp. Giá của nó là có 5 triệu 7 thôi anh em nhá, 5 triệu 7 thôi. Anh em nào nhanh tay thì được. Cái này thì bên em hiện tại thì đang thiếu led vô này, vì thiếu ổ cắm nữa. Thì chắc tầm khoảng 1 tháng nữa thì bắt đầu mới thi công tiếp mấy cái ổ này. Cứ thi công ổ nào thì bên em sẽ lại đăng để bán nốt cho anh em. Làm cái này nó khá lâu thì phải đòi hỏi cháu em bây giờ nó sang nó làm thì nó chỉ làm được 3-4 tiếng một lần. Thì phải đợi hôm nào, có nghĩa là nó làm cả ngày. Thì bắt đầu là sáng là đóng hàng, chiều bắt đầu làm những cái ổ này. Ổ này làm rất là lâu. Đấy, cho nên là đâm ra là cũng phải lựa thời gian để mà làm anh em ạ. Em thì em cũng có công việc của em nữa. Đấy, chứ trông vào mấy cái dây này thì có mà chết đói. 5 triệu 7 anh em nhé. Cái này thì nó đóng hộp như này. Em vẫn chưa, cái tấm kia bên em vẫn đẹp. Cái này trông như này thôi khá là nặng. Nó nặng tất tầm khoảng là chục cân đấy anh em nhé. Chục cân đấy, thì đâm ra là ưu tiên nhé, anh em nào quanh Hà Nội đến lấy được thì tốt, hoặc là gửi xe khách. Còn bác nào mà gửi ở trong Nam, trong Mỹ thì em sẽ vẫn gửi thôi. Nhưng mà cũng phải cọc tiền cho em. Đấy, vì hàng nặng mà. Tiếp theo là đến cái dây tín hiệu Canon được cái của cái thằng neo tích, được bên em thi công bằng cái rắc Canon được cái chính hãng xịn, thị sĩ Swiss Club. Anh em lưu ý nha, rắc Swiss Club này thì là rắc xịn, không rẻ. Cái này 450 một chiếc anh em nha, rắc thị sĩ Swiss Club này. Anh em nào mà mua mấy cái đồ rắc bãi này thì nó rơi loanh quanh tầm khoảng là 250 một chiếc. Rồi. Còn nếu mà mua mới như em này, bên em là lấy mới luôn nha. Đáng nghĩa ở đây nó còn có cái cao su, còn có cái cao su có chữ Swiss Club in nổi cơ. Nhưng mà vì cái dây nó to cho nên phải lột cái cao su ra thì mới nhét vừa. Và ở đây thì trên đỉnh đầu nó có chữ Swiss Club. Swiss Club thì anh em lưu ý là nó một, nó phải có chữ Swiss Club in chìm hoặc là in nổi như thế này. Còn những cái chữ Swiss Club mà nó in trên bề mặt là có một vài mẫu là rắc, nó rắc nhái đấy. Ở trong Nam có bán đấy anh em nha. Nhưng mà rắc ấy nó rẻ thôi. Nó bán có hơn 100.000 chiếc thì tất nhiên không thể xịn được. Hàng thụy sĩ làm gì có chuyện như vậy. Cái rắc này thì có cả bộ, đủ bộ được cái như này rồi. Đấy thì một cặp này dài là 1 mét một vế. Thì tính ra tiền thôi. Thì cái tiền dây, tiền dây là 750 một mét, thì là 2 mét là 1 triệu rưỡi tiền dây rồi. Tiền rắc là 1 triệu 8, suy ra cặp này có giá là 3 triệu 3 một cặp. Anh em nha, dây neo tech, cả đồng được cái neo tech 2N, 3 triệu 3 một cặp. Dây xịn chính hãng đây, neo tech này thì là nó sử dụng cái công nghệ như cái thông số đây này, sử dụng công nghệ đồng UPOCC copper và bạc UPOCC silver. Lõi của nó có cả lõi sợi tơ và ở giữa có một sợi cứng OCC nữa. Cái này em quay lõi cho anh em xem rồi, anh em có thể tham khảo những clip khác. Rồi đến cái dây loa 2N Hamix Tech đây. Cái dây này thì bên em bắt em hôm nay bọc lưới cho nó rồi. Cái này thì bên em mới về thì mới bán được có mười mấy mét thôi. Chính xác là một bác lấy 3 mét lẻ này.
Vi một bác lấy là 5 mét rời này. Vi một bác là lấy một cặp là 2,5 mét một vế có cục chặn nhưng mà không đấu rắc. Đấy. Thì cái cặp hoàn thiện này thì bên em mới làm hôm nọ thì vẫn chưa có bán. Tất nhiên thì làm bên em vẫn làm theo cái tiêu chuẩn, còn anh em nào mua cắt mét thì về tự làm được thì càng tốt. Rắc thì bên em sử dụng cái rắc càng cua chính hãng mua. Anh em nhé, hàng xịn chính hãng mua. Dây thì là dây đây này, dây Hamlin Tech đi với đây này. Sử dụng công nghệ đồng 6N Singer Glitto. Để trên thân dây trong bên trong lõi của nó cũng có này. Cục chặn nhôm rất là to anh em nhé này. Cục này to cho nên bên em phải thiết kế thêm cái lưới này. Nhiều khi chính bản thân bên em cầm đặt lên đặt xuôi nó nặng cho nên là nó dễ va chạm, cho nên là cũng phải cẩn thận vì cái dây này nó cũng không có rẻ khi mà hoàn thiện đầy đủ bộ như này. Mã của nó là Pro 11 Plus 6N OCC Copper 2 Definition Hamlin Tech ý với đây. Dây này thì bên trong em đã quay lõi rồi, bên trong thì nó có mỗi bên trong này này là có 19 lõi đồng tinh khiết OCC Single Glitto dạng 6N. Đấy anh em lưu ý nhá, lõi riêng những cái dòng lõi đồng OCC ấy, càng nhiều lõi và mỗi lõi nó càng chia ra nhiều sợi thì càng đắt. Nhiều lõi đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi lõi nó gồm có vỏ luôn. Đây này, thằng này có 19 lõi và mỗi lõi đều có vỏ hết. Anh em lưu ý như vậy nó càng đắt, nó càng khó làm. Anh em tưởng tượng bây giờ nhét 19 lõi, phải xoắn 19 lõi vào với nhau, nhét nó vào trong này xong là còn nhét thêm một cái vỏ nữa vào. Đấy. Cái dây này thì bên em vẫn đang bán lẻ mét là 700.000 một mét. Em sẽ tính giá luôn cặp này nhá. 5 mét dây 3 triệu rưỡi. 4 cục chặn. Cục chặn này là 200.000 một chiếc. 4 cục chặn là 800 rồi thì xe là nguyên là dây với cục chặn thì nó là 4 triệu 3. 4 triệu 3 rồi, còn tiền rắc thì rắc là 1 triệu 2 nữa. Rắc này 100 rưỡi một cái, càng cua chính hãng. 8 cái càng cua thì là 1 triệu 2. 4 triệu 3 cộng 1 triệu 2 là 5 triệu rưỡi. Đấy. Một cặp là dây lan 5 triệu rưỡi cho anh em. Tất nhiên thì để giảm cái chi phí thì rất nhiều cách. Cách thứ nhất đó là anh em lấy đủ theo chiều dài. Có nghĩa là anh em xài ví dụ chỉ cần 2 mét thôi hoặc là 1 mét rưỡi mỗi vế thôi. Thì anh em chỉ cần 3 mét thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì anh em không cần cục chặn. Thì bên em sẽ bọc cái ống co và bên em cho cái lưới nó che đi cho đẹp. Cái thứ ba nữa, nhà anh em thì có rắc rồi anh em về tự đấu. Đấy thì khi mà tự làm thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ anh em chỉ cần 3 mét dây thôi. 3 3 7 3 21 thì mới 2 triệu mốt thôi. Về anh em làm. Đấy. Lên sóng tiếp cái dây tín hiệu Canon được cái auto quét, mà cái dây này còn mấy cặp thôi. Bên em đăng nốt cho nó hết bố đi vì cái mẫu này thì đâm ra nó cũng chả còn nhiều mà để nó cũng lay lắt. Nói chung là cứ đợt đầu về thì bán rất là chạy, cứ về sau thì nó còn mấy cái cặp lẻ lẻ này lên đầu rắc thì nó cũng khá là chậm bởi vì bên em rất là nhiều mẫu. Đây là mẫu dây bãi Mỹ xịn Audio Quest này, Audio Quest Topa. Đây là hàng Mỹ xịn nha. Cái mẫu này ở Việt Nam thì anh em sẽ không có gặp nhiều đâu. Vì thực sự thì hàng Audio Quest thì ở Việt Nam thì bây giờ hiện tại đang có khá nhiều các chỗ người ta đang bán cái mẫu dây loa Audio Quest nhái. Cái mẫu nhái màu trắng trắng ấy, mà dây mới mà cứ cả cuộn ấy. Audio Quest lưu ý ở Việt Nam là gần như là không không có ai là có cả cuộn. Anh em nha. Cuộn có nghĩa là cuộn người ta quấn ngay ngắn. Thì đấy là dây mới. Và tất nhiên thì Auto Quest thì cái mẫu đấy nó mấy cái mẫu DBX này, SLX này, mấy cái mẫu ấy nó hết lâu rồi, nó ngưng sản xuất lâu rồi. Làm gì có mới nữa, chỉ có bãi thôi. Khá nhiều anh em không biết. Thôi kệ thôi. Cái mẫu này thì bên em đang bán là 580.000 một cặp, dài 1 mét một vế, dây Mỹ xịn và thi công màu rắc GSO. Thì rất mong anh em có cái nhìn đa chiều một chút vì hàng hóa thì bên em bán rất là chuẩn đây này. Anh em nhìn những cái cân lọc nguồn Đức này, dây loa, dây tín hiệu, những cái mẫu nó rất là hiếm. Cái ổ cắm này thì cao kinh là bên em chưa có làm được, phải ngày mai, ngày kia mới làm. Sẽ thi công một cái ổ cắm 2N cho phục vụ anh em 2N đấy nhá. Em nói phục vụ hai anh em 2N là anh em biết rồi, là anh em lắm tiền bởi vì nguyên cái này dây nguồn rồi cắm vào ổ cắm nó phải loanh quanh trên 6 triệu rồi. Ổ cắm không có lọc nguồn đâu nhá, cái ổ này đấy. Anh em nên cân nhắc bởi vì mấy cái bộ đấy thì chỉ phục vụ anh em những bộ dàn tầm 150 200 triệu thôi. Đây là cái lọc nguồn Đức ép cóp này. Con này tải là 30A, tương đương với là 6.600 W, hàng rất là đẹp, vỏ nhôm, có khay bắt dây điện này, line là đường điện vào này.
Loát là đường điện ra này, L là nóng, N là lạnh này. Tiếp địa này. Con này thì bên em vẫn bán là 900 nghìn một con, không bao ship. Lấy hai con đổ lên thì bên em sẽ bao ship, hiện tại thì cũng không còn nhiều đâu. Mấy con thôi. Đấy, hết rồi đấy. Thì anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em sẽ tại đây nhá. Đấy. Thì xin kính chào tất cả mọi người.